Chiều nay 29 tháng 10, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành liên quan. Thực hiện kết luận 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án chính sách của Trung ương cho vùng miền núi dân tộc, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm phát triển toàn diện khu vực miền núi dân tộc của tỉnh. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng các chính sách kích cầu sản xuất, phát triển các ngành nghề có tiềm năng thế mạnh của vùng và huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đến nay, bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, công tác đào tạo nghề, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được thực hiện có hiệu quả. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc miền núi được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần qua từng năm. Toàn khu vực đã thành lập 11 cụm công nghiệp với diện tích trên 412 ha, 20 làng nghề truyền thống được công nhận. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc miền núi đạt 35,6 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực miền núi của tỉnh năm 2023 còn 11,04%, giảm 4,15% so với năm 2022. Toàn vùng đã được phân bổ trên 223 tỷ đồng, thực hiện việc sắp xếp dân cư, xây dựng công trình phục vụ dân sinh. Đến nay, đã có 346 hộ được hỗ trợ làm nhà ở, 33 công trình nước sạch tập trung được xây dựng, trên 11.000 hộ được hỗ trợ mua dụng cụ chứa nước sinh hoạt phân tán. Đồng bào dân tộc miền núi yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh khẳng định, trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã dành sự quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc miền núi. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh những nhiệm kỳ gần đây đều xác định đây là một trong những chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ. Để vùng dân tộc miền núi tiếp tục có bước phát triển nhanh, bền vững, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trung ương cần xây dựng các chương trình mục tiêu theo hướng tập trung nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng, có tác dụng làm đòn bẩy cho sự phát triển. Đồng thời, có chính sách phù hợp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, hoàn thiện thể chế về quản lý đất đai nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng tại khu vực miền núi. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thực hiện kết luận 65 của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bám sát nội dung yêu cầu kết luận 65, ưu tiên dành nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng dân tộc miền núi. Những đề xuất kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp để báo cáo với Trung ương.